trại 200 cặp, mình đang chiêu bồ câu, chiều nay mình đi xem một lượt để xem chiêu bồ câu nó có ổn định không nhá. Có khá nhiều cặp là đã đẻ luôn rồi đó. Đấy, cái này thì chắc chắn là phải mua máy ấp trứng để cho nó ấp rồi, thì số lượng chim rất là nhiều. Gần á thì nó có cái nước điện giải này về nó uống vào người thì nó nhanh phục hồi và nó giảm stress cho cái cặp chim đó. À, đây mọi người thấy không? Chim mình giao và đến nhà khách thì còn rất là khỏe này. Đây, cái cặp trống còn rất là sung này. Mọi người thấy to không? Cái cặp trống này là to như là bồ câu gà luôn á, cặp này rất to này, con bên này cũng to này. Anh mới xây thêm. Thì đa số hiện nay thì mình sẽ làm cái chuồng kiểu này luôn. Mà mình làm chuồng này thì khoảng 6 tháng mình mới phải dọn phân một lần. Thì mình sẽ xây thế này. Đó, anh chủ nhà trong khoảng 1-2 ngày nữa thì anh sẽ lót chấu ở dưới và mình rải men vi sinh lên thì đảm bảo mọi người luôn là nó không có hôi. Với cái diện tích khá hẹp thì thay vì làm tầm không đáy hết thì ở nhà mình thiết kế đây cái lưới hướng phân ở giữa để ngăn 4 tầng. Và ở trại mình thì không có xài cái máng hướng phân nhá. Xài máng hướng phân á là vì khi chim bồ câu nó thải phân xuống á thì nó sẽ chắc chắn với mọi người luôn là nó sẽ kèm theo nước á, thì nó rất là khó khô. Và như vậy nước nó bón thì lâu ngày nó sản sinh ra rất nhiều những cái vi khuẩn tích tụ thành bệnh và nó khiến con chim bồ câu của mình nó sinh trưởng, nó phát triển rất là kém và có thể là gây bệnh cho con chim bồ câu. Và này rất là thoáng nha, rất thoáng. Và cái lưới hướng phân này ấy, thì khoảng 2 tháng sau mình phải dọn. Khi mà dọn xong thì mình dặn cái lưới này đi và mình vẫn có thể tái sử dụng được. Và cái lưới này mình sử dụng rất là bền chứ không phải là xài một lần để vứt đi đâu mọi người nhé. Còn cái thảm đẻ thì mình xài được khoảng tính bằng năm. Khi mà có những cái thảm bẩn thì mọi người mang ra ngâm nước tầm khoảng 30 phút thì sau đó mình xịt, phơi khô và mình trải lại cho con chim bồ câu. Thì cái đó là tiết kiệm rất là nhiều chứ mọi người đừng có hoang phí khi mà cái thảm đẻ mọi người thấy bẩn mọi người vứt đi nhé. Và mình có thể chặt xài lại. Đây, mình làm 4 tầng mà rất là chắc chắn nha. Chắc lắm. Hệ thống nước tự động, máng ăn. Đây là chim bồ câu rồi mọi người. Thì có thể đến Bình Chánh và mình có thể dẫn đi tham quan trại của anh Đềm nhé mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình.